mình đã có sẵn một số nội dung, bây giờ mình copy vô cho nhanh nghe. Mình Ctrl V cái các bạn. Rồi. Bây giờ sẽ tiếp theo mục thứ hai các bạn, tạo bảng trong Google Sheet. Rồi. Thì các bạn bôi đang toàn bộ những cái dữ liệu nào các bạn. Tiếp theo các bạn hãy tích vô đây. Rồi, đường viền. Tích vô đây các bạn. Rồi mình sẽ cho cái này nó đậm lên nghe. Đậm các bạn. Rồi, xong. Mình sẽ cho phông chữ lớn lên một tí. Lớn lên, rồi. Kéo cho nhỏ lại. Rồi, ok, như vậy nó đã xuất hiện ra cho mình một cái bảng. Để cho đẹp thì các bạn bôi bôi đen toàn bộ. Sau đó các bạn vào định dạng này, các bạn vào cái màu xanh kẽ. Rồi như vậy các bạn thấy nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều này. Đó, bạn thấy chưa? Rồi bạn có thể thay đổi ở đây nghe, thay đổi đầu trang là màu gì nè, không? Rồi nó có hai cái màu, màu xanh kẽ mà, màu 1, màu 2 thì các bạn có thể đổi lại ở đây theo cái mong muốn của mình. Sau đó các bạn nhấn nút xong một cái. Đó các bạn thấy chưa? Thì bây giờ cái bảng của mình nó sẽ đẹp hơn. Cái vấn đề thứ tư là chế độ xem cố định dòng. Cái nào nó giống trong Excel. Rồi bây giờ mình sẽ làm để các bạn cùng xem. Bây giờ mình muốn khi kéo xuống các bạn thì những cột này nó giữ nguyên này, nó không có lắp mắt, đúng không ạ? Thì các bạn phải vô cái mục này đi mình. Xem. Cố định. Rồi bây giờ mình sẽ ghi là cố định, mình chọn hai hàng đi, nó không có đúng của nó là ở đây là phải là 5 hàng đúng không? Nhưng mà hình như nó không có cái số 5 thì mình chọn 2 thôi. Sau đó mình kéo xuống các bạn, mình tiếp tục vô này, mình kéo xuống này, kéo xuống từ thôi. À, rất là hay đúng không? Đó các bạn thấy chưa? Đó. Vậy mình xóa mấy cái dòng dư đi nghe, kích chuột phải vô xóa ha. Rồi, cho nó đỡ dư. Rồi các bạn. Rồi, cái này mình quên nói này, quản lý các sheet. Cái này nó giống trong Excel cũng rất là dễ các bạn. Ví dụ bạn muốn đổi tên sheet thì bạn click đôi vô, click hai lần các bạn. Mình ví dụ như mình ghi là danh sách đúng không ạ? Rồi, đặt tiếng Việt vẫn được các bạn nghe. Rồi, sau đó các bạn muốn thêm một sheet nữa đúng không ạ? Tích vô cái dấu này cái, đúng không? Thêm trang tính. Rồi, các bạn ghi hồ sơ. Đó, vẫn được các bạn. Rồi, vấn đề thứ năm, sử dụng công thức trong Google Sheet. Mình sẽ tính tổng điểm lại nghe. Thì mình sử dụng hàm gì? Mình sẽ gõ dấu bằng cái các bạn. Sau đó mình sẽ gõ sum. Đó. Mở ngoặc ra các bạn. Tự động nó sẽ tư vấn giá trị cho mình này, còn không thì các bạn gõ nghe. Từ A5 cho tới A21 đúng không? Thì tự động nó sinh ra cho mình luôn nè. Các bạn lấy chục tích vô đây cho nó nhanh. Đó là trong Google Sheet nó ứng dụng AI cho mình đó các bạn. Bây giờ tự động nó đưa cho mình luôn, mình không cần gõ, nó nhanh, nó tiết kiệm thời gian hơn đúng không? Thì trong này nó có rất là nhiều hàm các bạn. Sum, min, max rất là nhiều nghe. Ví dụ như mình sẽ dùng cái hàm trung bình đi. Đây các bạn, tích vô cái đây. Rồi enter các bạn. Rồi nó tính ra điểm trung bình. Rồi mục tiếp theo là định dạng số hiển thị. Ví dụ bây giờ cái này các bạn số lẻ rất là nhiều, mình muốn lấy một số lẻ thôi thì làm như thế nào? Các bạn tích chuột vô đây nghe. Sau đó các bạn hãy tích cái dấu này, xóa đi cái số lẻ đó. Rồi các bạn thấy giờ đó, mình cứ tích cái đó vô đúng không? Rồi ok. Thứ bảy, cách tạo bộ lọc trong Google Sheet.